hót trâu bé dây chim rừng ngờ. Ta hót đêm mơ thâu chim bay ríu rít bên lầu. Nam mô Phật Đại Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Phật Đại Bồ Tát.
Quan Thị Bồ cùng là chư sinh hồ binh đáo mạn nam thành thủy. Đánh đồng dẹp bắc mang tung hoành mọi nơi. Khai quan sâu nhan thập cờ diệu quang minh chứng đàn duyên nga tích tăng cung giảng. Khi phục hoàng lân cận thánh chú tin trên đường. Sớ sớ lên đi, ông về tâu đôi xếp biên rõ ràng phê cho tiểu bình an. Chữ phú chữ quý nghi khang đích thọ xuống phê cho sức mạnh đôi đường. Lấy dấu dấu hiền, lấy phù phù linh trước làm bảo hộ gia đình. Sống ra thua chóc, ta tinh phen này xa huy trần thế biết tay. Trần thế biết tay xa huy, trần thế biết tay ngừ lên đồng tử. Cứu dày xương gian cứu đầu đó được bình an. Là hô thật làm phép, dấu thiên chữ ta có thả ông chóc thả ra. Lên thương lai và sớ dâng lên đi ông về tâu đôi chép biến rõ ràng về cho nghi tự tràn sinh. Đức ông để tàn người dòng dõi.
nhà Trần Kim Chi cô đôi nhà Trần nhiều nơi cầu đào nhiều nơi phong phong xa bụi cung cửa suốt tầm nhắc trong xa cửa suốt tầm chiếc thời cô bé năm lá cờ vua ban xa bụi cung lập bờ hướng đông ngôi đền thờ tôi lập bờ hướng đông chiếc thời cầu bé trèo vào phật tì ra bụi cung tam vị chú mường sâm văn ni tam vị chú mường thỉnh tiên chú đệ nhất na thầy tiên chú ngự về thank you.
rơi cành cành vật 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 non tiên tây hà tam đào núi tây thiên anh gì hồ bát nhã nghi thời thời bất cổ có nước vàng thác nghi bạc nghi có cầu có nghi nước sông duyên đi mà lì thanh thanh tao mọi thứ nở hoa cảnh lên thấy điểm bà xa vì lòng làm lễ sắc nhà sắc nhất năm bao người phương đô chi tay sắc nhà biển điểm từ tăng tòa thiên thành sinh tâm cho đồng đi 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 đi
quê siêu xa. Sống thầm mì mồ côi cha mẹ, gặp được thầy quỷ cốc đi tiên sinh, một đời ban đi cứu dân.
xa tích tích nhìn bên mình thì tôi sao
đôi mắt phương nhìn hoa cài chấp sắc. Vầng trăng xinh vẻ nguyên càng tươi, môi son nếp như đoán hoa cười. Thank you.
yên thương. Dùng ra dùng dây quay gánh đầu non, dùng ra dùng dây quay gánh đầu non. Người thoát hoan anh dạng ra chốn đỏ đầy.
Thank you.
dầu đêm cánh phượng lại thêm hoa hồng có diệu tâm hiến đồ ba tuần. Chú chàng sinh nghĩ chữ phú chữ quý
quan về sáng cho trận đình độ cho đệ tử từ xây bình an độ cho đệ tử tuy bình an giải hạn cho trận quan về sáng cho trận đình bao nhiêu hạng ách nghiêm tâm xa hải ngoài quan về giáp phúc trừ tai bộ ảnh quang biến chứng hình nhân
chân quan về, giải hạn cho trần độ cho đệ tử muôn phần tốt tươi, độ cho đệ tử bình an. Khai quang dòng nhang tập cơ diệu quang biến chứng hình nhân, ta thích tàng cũng giảm kỳ phục hoàng tâm cắt thanh chúa tiến trung vương. Tây thứ xuân lai độ cho tây thứ xuân lai cửa nhà khắc khai phúc lai thọ trưởng quan về giải hạn cho trần. Giải hạn năm sung gia chủ về đền, giải hạn năm sung nhờ tam thái tử chém bên rõ ràng ông về giải hạn. Giải hạn cho trần quan về, giải hạn
cho chân đi độ cho đệ tử muôn phần tốt tươi độ cho đệ tử hơn người. Giải hát năm sung các gia các chủ hôm nay về đền, giải hát năm sung nhờ quan tam thủ chép bên gió sáng ông về giải hạn trong thư đồ cho gia chủ muôn phần dạy trong đồ cho hạn hết tai qua. Quan về giải cho trần đi độ cho đệ tử muôn phần tốt tươi độ cho phú quý vinh hoa. Khai quang rộng nhã cốc cờ diều quang miên chứng hình nhân ngã tích đẳng cung giám kim phúc hòa thật cắt thánh chúa tiến trung vương. Giải hạn cho chân quan về, giải hạn cho chân đi độ cho đệ tử muôn phần tốt tươi độ cho đệ tử hơn người. Tuế tư xuân lai độ cho tuế tư xuân lai cửa nhà khang khai phúc lai thọ trường quan về giải hạn cho chân. Từ bi mật chúng sinh cô ngã kinh định lệ khai quang chứng minh nhân này. Là bút phê sai triệt nhang, là bút phê sai cảm phiền trừ nước đáng lai hộ chỉ tạm sai binh bộ binh tùy. Hiệu sai bi tiếp đi kéo đi ẩm ẩm cờ hồng cắm ở trong trung tâm mê. Cờ xanh sai chân đi năm phương kéo sai năm cờ đỏ rực trời. Giải hạn cho chân quan tê, giải hạn cho chân đi độ cho đệ tử muôn phần tốt tươi độ cho phú quý vinh hoa. Khai quang sông nhang thấp cờ diệu quang biến chúng hình nhân ngã tích đẳng cung giám kim phục hòa tân cân thánh chúa điện trung vương.
cho đệ tử, muôn phận tốt tươi độ cho đệ tử hơn người. Hà bút phê sai triền nhang là bút phê sai, bản miền chư nước táo lai hậu chỉ tả sai binh bộ binh tùy. Tuy thứ xuân lai đồ cho, tuy thứ xuân lai nghe cửa nhà khắc khai, phúc lai thọ trưởng quan về dạy cho giật. Khai quang sông nhà tận cửa diều quang biên, chứng hình nhân ngã tích tàng cung giả. Kim vinh hoàng thân đoạn thanh chúa tiên trung vương. Tuy thứ xuân lai độ cho, tuy thứ xuân lai cửa nhà khắc khai, phúc lai thọ trưởng quan về dạy hạn cho giật. Đệ tử nghe muôn Phật tốt tươi độ cho đệ tử hơn người. Hà bút phê sai triền nhang, hà bút phê sai nghe cảm phiền chư thước, đao lai hậu chỉ tả sai binh bộ binh tùy. Cự sai binh tiếp đi kéo đi ẩm ẩm cờ hồng cắm ở trung trung tâm. Giải hạn cho chân
quan về giải hạn cho chân để đồ cho đệ tử muôn phần tốt tươi lộ cho phiêu quý vinh hoa. Khai quang sắc nhãn thấp cơ siêu quang biên chứng hình nhân hạ tích tam cũng giảm kim phúc hòa tất các cánh chúa thiên trung vương. Từ bi mẫn chúng sinh vô ngã kim định lấy khai quang chứng hình nhân giải hạn cho chân quan về giải hạn cho chân đi độ cho đệ tử muôn phật tốt tươi độ cho đệ tử hơn người. Độ cho đệ tử muôn phần tốt tươi độ cho phúc tiếng bản loa
chữ ta sắc quỷ nên danh tướng tài. Cung sàng kim phục hoàng lân cận thánh chúa tiên trường vương khâm ban sắc tư ngây ở chốn ninh giang kỳ
kim van cổ anh linh. Bao phen đắp lũy xây thành khắp miền duyên hải, sông tranh nước lòng. Tài cung kiếm sạch sạch cục võ tử nghi đức kinh luận ví tưởng trường tô phong liều mà nghi thường nghe giảng nghi hồ cung cầm dưới nguyệt con đỏ nghỉ trên sông. Sông tranh ơi hời trăng nước còn yên một mảnh tinh tinh lấm liệt oai hùng gương trang sĩ ngàn năm lưu đề dấu oai linh. Thanh gia hồi cung vui vẻ đi.